Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư đoàn, các sư thầy, con cầu phúc trang nghiêm thanh tịnh của quý Phật đài, dưới sự chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức, của sư phụ, gia đình và tập thể quý Phật tử, con xin được nói lên cảm xúc trong trái tim con. Ngày hôm nay con được quỳ trước Phật đài thành tâm tất cả những sư phụ là một điều lớn trong cuộc đời của con. Tất cả không phải vì con tài giỏi, tu sâu hiểu rộng hơn huynh đệ, mà là trong cuộc đời tất cả của mọi người ai cũng từng may mắn, và con cũng vậy, được xuất gia đi theo chánh pháp là điều may mắn nhất trong cuộc đời của con. Ngồi đây lòng con thật hoan hỉ biết bao. Để được nhân duyên xuất gia theo Phật tâm này, con không sao quên được ơn đức của bao người đã che chở, đùm bọc và nuôi dạy thân tâm con. Và sâu sắc nhất đó chính là công ơn cha mẹ. Yêu thương con như mẹ cùng lao sâu dày không được cha cha mẹ dạy nuôi cho con được bình an. Thân thể này lúc nay chính cha mẹ đã hứa thật cũng là thiên đức phật. Mẹ là người cho con dòng sữa tắm hỏa đầu tiên, dòng sữa ấy tôi có được. Nào quên mẹ tần tảo cũng sống khuya để tần tảo cũng lo cho con từng miếng ăn các khổ chỗ cơ con nằm chỗ ướt để mẹ che chở cho con trong mọi cảnh khó khăn thiếu thốn. Mẹ vẫn không hề quan ngại. Mẹ ơi, mẹ không nói nhưng con tự biết con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Bố là người tận tình sống hôn trong con biết được vì thương này con trả liên tiếp cũng không sao đắc tội. Bố dạy cho con từ bước đi đầu tiên cũng là người không lỗi. Con khi con mất ngã là chỗ dựa vững chắc để con ra tựa sự hy sinh và lo lắng của bố dạy cho con là vô vàn thôi luôn. Nhưng con biết cảm nhận của con còn thiếu sót, con chỉ biết rằng điều bố dành cho con còn lớn lao hơn như vậy, làm sao nói thành lời. Một cha như núi thế sơn, nghĩa mẹ như nước tràn mười dạng ca. Thương cha mẹ lắm, con vẫn không nói được lời nào. Để hôm nay xuất gia, con thiếu một lần nói. Con thương bố mẹ nhiều lắm. Con cũng chưa một lần cảm ơn công đức sinh thành của bố mẹ, chưa một ngày phụng dưỡng để tròn đạo hữu đường con. Con xuất gia là cha mẹ chấp nhận thiếu có một người trong tôm phụng dưỡng để đất. Cha mẹ ơi, thương con chúc nguyện, nguyện cho con được thích tấn tu hành. Xin cha mẹ được buồn cha mẹ nhéo, xin cha mẹ có một đời mãi mãi bình an. Giờ đây trước Phật đài thiêng liêng, con đem chọn trong thành phát nguyện xuất gia. Con xin nguyện tinh tấn tu tập để rèn luyện giữa thân tâm, chuyên tập học hỏi để hoàn thiện chính mình. Con nguyện sẽ là người đệ tử ngoan hiền trung thành với đạo pháp và sư phụ từ đây. Con nguyện thời ngày cùng gặp lời các bạn này để ghi khắc chân tâm không dám hai lòng. Nếu con duyên này thành tựu, con nguyện đem tất cả cũng thường lên Phật với sư phụ để rằng đáp ông sâu, nguyện đem chân lý nhiệm màu bao la xa xẻ cho cuộc đời. Mong công đức hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời và pháp giới chúng sinh mãi mãi bình an. Nguyện trên chư Phật từ bi gia hộ, trên sư phụ, trên sư tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng chúng mình và hộ niệm cho con được an chiêm thất. Thank you.
từ đệ tử của con rồi. Bây giờ là thời khắc đang theo nghe nhất. Con cũng kính bắt tay rất ngực với nhân vật đài và thành công giảm những tháng cuối. Đức Phật có dạy cũng làm một việc gì để cho thân thân của nhân vật thì chúng ta phải sám hối. Con nghe lắng nghe Đức Phật dạy rằng cuộc đời cứ đầy đau khổ, từ vật chất đến tinh thần muốn thoát khỏi khổ đau không kỳ quý bằng con đường trở về tương tự vào Phật pháp tăng, phát ra với hảo tâm chính tín và lý tưởng, thực hành chân chính việc bán thời Phật dạy. Trước khi phát nguyện trở thành người ra khỏi nhà thế tục, nối tiếp đèn từ bi trí tuệ và giải thoát của chư Phật, con hãy sám hối tất cả các lỗi lầm đã tạo của quá khứ. Sám hối là từ bỏ lỗi lầm đã qua và xin hứa không bao giờ tái phạm. Con nghe cho kỹ. Điều phát nguyện thứ nhất, con phải ý thức được rằng xuất gia là lý tưởng, sống theo thể nguyện chấp nhận cao cả của Đức Phật và các bậc thầy tổ. Con nguyện cắt bỏ hoàn toàn đời sống ái dục, chọn đời sống độc thân nhưng không cô đơn, giữa giới hạnh trang nghiêm và thanh tịnh. Con có làm được không? Nếu con làm được, con sẽ lựa chọn là con xin phát nguyện thấy như chúng mình nãy để nguyện cầu mời phương chư Phật chứng minh và giảng trì cho con. Điều phát nguyện thứ hai, ý thức được rằng chúng ta là con đường tu học và hành trì lâu dài, đòi hỏi đến lòng kiên nhẫn và nhiều nghị lực. Con nguyện vượt qua tất cả các thử thách cám dỗ và chướng duyên, không dễ rưỡi bỏ trong các khoái mạc giác quan, không gắn nhiễm khói đời, không chạy theo danh lợi thấp kém, không tham gia chính trị, không phản bội lại ý tưởng của Phật pháp, không phản bội lại thầy tổ của mình, dũng mãnh đạt được đạo giác ngộ và giải thoát. Con có làm được không? Điều phát nguyện thứ ba, ý thức được rằng xuất gia là tiếp nối lý tưởng của và sự nghiệp cứu độ chúng sinh của các đức Phật và các bậc thầy tổ. Con nguyện làm lớn mạnh các đức tính từ bi trí tuệ và không sợ hãi, sống bằng thái độ và hành động vị tha cao cả của các bậc Bồ Tát để hoàn thành chí nguyện xuất trần và nối gót trên con đường độc định của các bậc tiền bối, hoặc thiền chí pháp lợi lạc cho các chúng sinh, luôn luôn trau dồi kiến thức học hỏi để vươn lên sống tục hòa hợp trụ an trú trong chính niệm, không gây oán thù. Con có làm được không? Rồi bây giờ con đã giờ đây theo truyền thống của các đức Phật, thưa bà, ta sự kiện dưới nước thanh lương công đức lên đầu của con, giúp cho thân tâm của con được thanh tịnh, phiền não được tiêu trừ, trở thành những người hiện tại trong Phật pháp. Về sau con sẽ cố gắng để trở thành con ngoan trò giỏi. Nước đạo chứa đầy tán công đức, sửa sạch trần cấu của muôn loài, đưa vào thế giới bầu hoa tạng chúng sinh siêu thoát không riêng ai. Nước công nhiễm nước pháp thân, bụng không vương bụng tự tâm sai, đàn tràng giờ đây đã thanh tịnh, cây kéo héo biến thành cây tốt tươi, quay bế trở thành ngay cõi tịnh, mọi loài mát mẻ sống yên vui. Nam mô Thanh Lương Điện Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Cúi đầu quy câu thất đế, thành tâm đỉnh lễ thất cô chi, chúng con sư tán tại chuẩn đề, xin nguyện pháp tương và xã hội. Nam mô Tát Đá Lẫm Tăng Tiểu Tăng Bồ Tát Cô Chi Lẫm Tất Đề Sa Chức Lệ Chủ Đề Chủ Đề Sa Đà Na. Con đang thầy quý bà còn có thắc mắc hay không? Ngày con tóc trên đầu của con tượng trưng cho phiền não nghiệp chướng tích tập từ nhiều đời nhiều kiếp, dưới sự chứng minh của ba ngôi báu, sư bà sẽ cạo bỏ mái tóc của con, mong cho con ghi nhớ sự kiện trọng đại trong đời ngày hôm nay, chuyên tâm tu hành để rút bỏ tất cả các nghiệp chướng bất thiện đã gieo trong quá khứ và hiện tại, tu học tinh tấn để trở thành một người con ngoan trò giỏi, giữ đúng vi nghi phép tắc của một người đệ tử xuất gia trong cuộc thiền môn, xứng đáng với công đức của quý thầy đã gia trì cho con ngày hôm nay.
nhưng mày lại chúng tham hỉ chúng mi ra gì cho con. Giác kéo đầu tiên bỏ đời theo đạo pháp, dứt ái từ người thân, xuất ra quảng Phật pháp, nguyện độ khắp thế nhân. Nam mô ni cấu địa bồ tát ma sát tất đại chúng minh. Nhắc pháp thứ hai, tay tạo bỏ tóc đời, nguyện tất cả mọi ngày, dứt sạch hết phiền não, chứng hết bản an vui, an tức diệt đô mạng đà nam tác đà sa sa tà na. Con hãy lắng nghe, trong khi Đức Phật có dạy rằng, xin được bản thân người là khó, được gặp Phật pháp tăng lại càng khó hơn, được xuất ra với niềm chính tín, với lý tưởng giác ngộ và độ sinh lại càng khó hơn nữa. Hôm nay đây, con mắt đã hộ đầy đủ phước duyên lành, chính thức trở thành người xuất gia đi trên con đường và chí hướng xuất thế độ sinh của các Đức Phật. Các hạnh Bồ Tát, Na Hán và các bậc thầy tổ trong đạo nhất làm tất cả các việc lành một cách tình nguyện và không để ra khó, phải thường đem tâm cung kính các bậc trưởng thượng, cung kính thầy tổ của mình, nhường nhịn những người nhỏ hơn mình, thiết lập tình huynh đệ với các huynh đệ đồng tu và các pháp hữu Phật tử. Thầy con có dạy điều hay lẽ phải, con không nên chống trái mà phải vui vẻ làm theo. Khi vi phạm lỗi lầm thì phải mạnh dạn sám hối để không tái phạm trong tương lai. Con phải tu tập hạnh vô sản, không chạy theo danh lợi và đời tục vật dục, không tặng bàn việc xấu của người khác, chỉ lo chuyên tu tập phát triển giới định tuệ. Được như vậy là con đã đóng ba cửa ác, mở cửa môn hạnh này. Con đang từng bước ra theo dấu chân xuất thế và giác ngộ của Đức Phật. Giờ đây xin đại chúng chúng nhất tâm niệm hồng danh Phật và Bồ Tát gia hộ cho giới thể của con được trọn vẹn và bất hoại. Xin đại chúng cùng một nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xuất gia là hạnh tốt lành, vô biên phúc đức sẵn dành chúng sinh, nguyện cho tất cả hàng sinh đều cùng tỏ phẩm kinh diệu huyền, nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, được nguồn trí tuệ phá tiềm vô minh, nguyện trừ tội chướng tiêu tinh hạnh lành Bồ Tát, thường tinh chiến đàn, nguyện đem công đức diệt tiền hướng về khắp cả các miền gần xa. Con và cha mẹ ông bà cùng sinh các hộp trang hòa pháp luân. Kính bạch trên như tôn thiền đức buổi lễ thế pháp quy y đã chính thức chấp hành dưới sự gia trì của mười phương chư Phật và hiện tiền thanh tịnh tinh chúng cũng như của toàn thể gia đình và các Phật tử Việt Nam tín nữ. Chúng con thành kính chỉnh lễ mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Chúng con thành kính tri ân và đỉnh lễ chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức Ni Tăng đã từ bi bố thí và gia trì cho buổi lễ thế pháp hôm nay trở thành công trọn vẹn. Chúng con lại nguyện mây lành che phủ, mưa pháp thấm nhuần, nhà nhà đạt điểm an cư, xứ xứ hoa tươi quả tốt, quốc thái dân an, gia gia hưng thịnh, chúng xứ hưng long, thiền môn đỉnh thịnh. Chúc cho quý Phật tử và các đạo hữu luôn mạnh khỏe, an hành trong chính pháp dưới sự gia hộ của mười phương chư Phật. Nam mô công đức lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Sau đây con hướng lên tam bảo lễ tạng ba lễ. Con đứng lên. Con đọc rồi. Rồi con lễ ba lễ. Ăn này đại chúng pháp hội tự tự quy ạ. Từ quy Phật chương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Từ quy Phật chương nguyện chúng sinh tâm nhập minh tạng trí tuệ như hải. Từ quy Phật chương nguyện chúng sinh thông đi đại chúng nhân thiết vô mày. Hòa năng thanh chúng nguyện thế tử công đức. Đứng lên, đứng lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.